Xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay tại thẩm mỹ viện của bác sĩ Đỗ Quang Khải sẽ trực tiếp ca tháo nẹp các chỉ mũi sau 10 ngày nha. Mũi này là mũi cấu trúc lờ lai cao tay nha. Mũi này là mũi cấu trúc lần đầu nha. Thì mọi người ơi, mọi người có hỏi thắc mắc nào thì cứ để lại comment nha. Thì sẽ tư vấn trực tiếp tại cái livestream này nha. Mũi em là sửa lần đầu của em. Xin chào cả nhà. Có ai đang theo dõi livestream chưa? Tất cả mọi người xung quanh nhỏ nhỏ một chút xíu nha. Để mình livestream tí nè. Xin chào. Có ai đang theo dõi livestream chưa? Bây giờ thì mình đang quay trực tiếp cho cô khách hàng này. Đó là nâng mũi cấu trúc lờ lai cao tay tại thẩm mỹ viện của bên mình. Hôm nay là được 10 ngày rồi. Thì mũi này là mũi sửa lần đầu tiên nha. Mũi này là sửa mũi lần đầu tiên. Mi ơi Mi, nó nhỏ lại cho anh live stream tí nha. Giúp anh ha, giảm volume lại. Đây, ai đang theo dõi live stream thì chia sẻ live stream này cho mình luôn nha. Mũi này là mũi cấu trúc nha em. Mũi này là mũi cấu trúc lờ lai cao tay, sửa lần đầu tiên luôn. Giá là 35 triệu đồng. Đây, mọi người ai đang theo dõi live stream thì chia sẻ nha. Để hóng tháo cái giấm mũi mới này. Hóng tháo nẹp nè anh ơi, ok em luôn. Đợi xíu nha, để cho 30-40 người xem rồi mình tháo nè. Xin chào Bích Tuyền, xin chào Phương Trinh, xin chào GDHJD. Tên lạ quá ta. Phương Trinh, hôm nay được 10 ngày rồi em ạ. Dạ em cảm ơn chị nha, chị chia sẻ rồi nhé. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã chia sẻ ra cho em nha. Hello, chào anh. Xin chào Roya Ngọc Hà. Đặng Minh Sang, mặt này sửa xong chắc xài búp bê quá. Đúng rồi, nhìn chưa tháo nẹp rồi thấy giúp nhau búp bê rồi nè. Nhờ Lê Tú Trinh, chào anh xin chào Lê Tú Trinh. Bắt rồi bạn comment luôn. Đây, đây là dáng mũi quay ngang của khách hàng. Giờ mình tháo nẹp đi ha. Với các bạn điều dưỡng sẽ tháo nẹp vào cho khách hàng này. Đây, rất là hợp với gương mặt luôn. Vậy là bạn nào mà đang muốn tìm một cái địa chỉ để làm mũi uy tín thì về bên thẩm mỹ viện của mình làm nha. Cái này là mình quay người thật việc thật luôn nha. Nguyên nhỏ mũi này là mũi gì vậy anh? Mũi này là mũi cấu trúc em ạ. À, mũi cấu trúc lờ lai cao tay em ạ. À, em đang đợi xem tháo nẹp. Ok em, tháo nẹp đi ha. Rồi 50 người xem rồi, bây giờ mình tháo nẹp nha. Bây giờ tháo nẹp cho khách hàng xem nha. Cái bên mình là mình quay mỗi livestream là người thật việc thật luôn, nên là mọi người có thể nhìn nhận vô là thấy đẹp hay xấu được nha. Em này xinh quá, cảm ơn Vũ Năng nha. Cái thằng này rất là xinh đẹp nha. Tháo đẹp đi anh, không quá nè. Ừ ok, từ từ em nha. Cái gì cũng từ từ sẽ đến được thôi nha. Wow. Đây là cái dáng mũi mà sau khi tháo đẹp ra đây. Cả nhà thấy sao ạ? Cho ý kiến đi nào. Đây là cái dáng mũi mà sau khi tháo ra dài và rất là đẹp. Đây mình lau xong mình sẽ cho cả nhà xoay. Baby Năng Lâu, nhỏ này làm mũi đẹp quá, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nha. Và Phương Trinh, wow đẹp quá luôn nè. Cảm ơn em nhé Phương Trinh. Nguyễn Trúc thích quá. Dạ Nguyễn, cảm ơn Nguyễn Trúc nha. Chị Nguyễn Trúc chia sẻ livestream cho em luôn nha. Dáng mũi cao đẹp quá, cảm ơn em nha. Mũi đó có làm không vậy anh? À, môi hả? Môi này hả? Môi này em này có tiêm đúng không em? Dạ. Môi này có tiêm em ạ, tiêm filler nha. Tiêm filler em nha. Tiêm filler bên anh thì là một môi như vậy là 5 triệu đồng nha cả nhà. Nhờ môi này không phải tiêm bên anh nha. Đây, mũi thẳng không cả nhà. Hello Thúy Phạm, mũi đẹp quá anh ơi. Cảm ơn em nha Thúy Phạm. Mũi rất là đẹp luôn và cao tay nha. Đây này, giá mũi quay ngang khách hàng đây. Cái này là quay người thật việc thật luôn nha. Không phải là quảng cáo không trúc, nha. Là lai cao tay sửa lần đầu nha em. Đẹp gái lắm khách ơi, cảm ơn chị nha. Đã dành lời khen cho khách của em. Rồng nhỏ mũi đẹp quá bác sĩ ơi, cảm ơn bác nha. Chào em Bảo Ngọc Quỳnh nha. Mũi sửa lại có cần phải nằm bệnh viện không bác? Thì không cần nha em. Mũi sửa lại thì chúng ta làm xong 20 phút nghỉ ngơi thì chúng ta có thể về được nha. Đây giá mũi quay ngang khách hàng này từ dưới lên đây này. Thì khi nào chúng ta làm sùng sườn chúng ta. Mũi rất đẹp luôn, nha. Cảm ơn em nha. Ai thấy đẹp thì chia sẻ livestream này cho mình luôn nha. Để nhận ưu đãi giảm giá khi làm đẹp tại thẩm mỹ viện với mình nha. Đây là cái dáng mũi quay ngang của khách hàng đây. Nhìn cực kỳ xuất kêu luôn. Đây. Thích quá luôn anh ơi, ok em nha. Xuất sắc luôn, cảm ơn em. Rất là nhiều bạn mình lời khen cho chiếc mũi này.
Có những người thì chúng ta thích cái mũi mà nó cao chót vót lên, đầu mũi đẩy ra ngoài bay. Có những người thích cái dáng mũi lài lài. Và có những người thích dáng mũi tù. Nói chung là tùy vào cái mong muốn của chúng ta, mà tùy vào gương mặt của chúng ta mà chúng ta sẽ làm hợp với gương mặt nha. Chào anh chào em nè. Đẹp hơn cả mũi em rồi nè, hi hi. Ừ. Rồi bây giờ, mình đóng tủ nó lại hết cái ha. Ngồi dậy đi xíu em ha, cho anh qua cái dáng mũi em cái nha. Dạ, em cảm ơn nhiều ạ. Ok, cảm ơn em nha. Nếu có thắc mắc gì em cứ inbox vào cho anh bay bác sĩ nha. Đây, đây là cái dáng mũi quay ngang của khách hàng đây. Nhìn rất là đẹp luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Đây. Mũi em sửa từ Lê Tú Trinh, mũi em sửa rồi nhưng bây giờ ngắn, bây giờ muốn sửa lại dài như vậy được không anh? Em gửi hình vào Facebook cho anh đi nha, rồi để anh tư vấn nha. Và đây là nhìn chính diện mũi nè, rất là thẳng luôn nha cả nhà. Còn hơi sưng một chút xíu nha, nhưng mà từ từ nó sẽ hết thôi. Còn hơi sưng một xíu. Nhìn mặt chị này tây quá, đúng rồi, nhìn sửa mũi xong rồi về nhà mình lau sạch sẽ xong rồi là trang điểm lên nữa, là makeup lên nữa là xinh cực kỳ luôn và đẹp cực kỳ luôn nha. À, mũi này thì chi phí lần đầu tiên thì là 35 triệu đồng nha cả nhà. Nếu mà chúng ta sửa lại thì là 45 triệu đồng nha. Mọi người ai đang theo dõi livestream này thì làm theo hướng dẫn để nhận ưu đãi giảm giá khi làm đẹp về thẩm mỹ viện nha. Xuất sắc luôn, cảm ơn Ngọc Huỳnh nha. Đây là mình quay mình chỉ diện đi em. Đây, cái này là quay người thật, việc thật luôn, quay thực tế luôn nha. Đây. Khách là ngày nào cũng rất là đông, ngày nào cũng rất là nhiều khách tới đây làm đẹp. Cả nhà có câu hỏi gì không, thắc mắc không, comment vào đi nha. Rồi mình nằm xuống đi ha, để khách hàng các chị nha. My ơi, My lại các chị ca này giúp anh đi ha. Hả? My cắt không có bịch đèn. Thì mọi người ơi, mọi người hãy share like cho mình đánh giá nha. Cảm ơn em nha. Cắt cánh mũi là bao nhiêu vậy bác sĩ? Cắt cánh mũi là 7 triệu đồng nha em. Mũi dài đẹp quá nè, hình như là mấy bạn thì ai cũng thích mũi dài. Tại mũi dài thường thường là cái phong thủy nó cũng rất là tốt. Dài mà dài đẹp là nó khác, mà đẹp dài quá, mà bác sĩ ơi, dài mà nó bị két là khác. Bao nhiêu vậy bác sĩ? Mũi này là 35 triệu đồng nha em, mũi cấu trúc mới nha. À, mũi hết sưng sống, mũi có thon gọn bớt không anh? Có chứ em, mới có 10 ngày mà nó còn son thon gọn rất là nhiều em nha. Mũi nó hết sưng còn thon gọn nhiều lắm, còn đẹp nhiều lắm. Đây mới có 10 ngày thôi à. Đây, hai là mũi tương đối là đều nha. Thì hạt chanh nha cả nhà. Thạch Rách Sami, chào em. Cái này là quay thực tế luôn, người thật việc thật luôn. Mon Mon, chị ấy có tiêm cầm không anh? Anh cũng không rõ nữa, tại không có làm cái dịch vụ bên anh á, thành ra là anh không có biết nha. Đây, sau đây thì điều dưỡng xinh đẹp của bên mình sẽ cắt cái chỉ cho khách hàng này. Điều dưỡng này cắt rất là hay, không cần mặt đèn lên là vẫn cắt được. Để khen vậy chịu cắt nữa. Không cần đèn đâu em, chị này cắt. Thì mọi người ơi, mọi người có hỏi là thắc mắc này cứ comment vào đây nha. Các chị thì không có đau đâu nha cả nhà, mọi người cứ an tâm đi nha. Tiêm giữ được bao lâu vậy anh? Nếu mà tiêm môi thì giữ được khoảng 1 năm em ạ. 8-9 tháng đến 1 năm nha, 8-9 tháng đến 1 năm tiêm filler xịn. Tiêm bên anh là filler thôi. Dạ, xuất sắc quá, em muốn làm lại, ok. Em inbox vào bác sĩ nha, bác sĩ sẽ đặt lịch cho em nha. Lê Tú Trinh, em ở nước ngoài, nếu em làm mũi này thì cần bao nhiêu ngày ở vậy anh? Chào em, nếu mà em ở nước ngoài thì mình cần khoảng cỡ tầm 10 ngày em nha. Nếu mà ok là 10 ngày là được, đa số là như vậy nha. Xong rồi là mình có thể về bên kia nha. Các chị xong xuôi là về bên kia nha. Chào Mimi Đinh nha, mũi hiện tại của em là có đất sửa chưa em? Chào anh chào em nha em. Bùi Thị Nhiêu hả? Hay là Bùi Thị Nhiêu? Em tên gì, Bùi Thị Nhiêu hay Bùi Thị Nhiều? Thị Nhiều Bùi. Thị Nhiều Bùi. Em xe được vài nhóm má, em bị chặn xe rồi, hu hu. Buồn quá đi thôi. Thôi không sao đâu nha, em chia sẻ là anh mừng rồi nha. Khi nào mở chặn thì chia sẻ. Sửa rồi hay em được bao lâu rồi? Đây là cái dáng mũi mà của bây. Nếu mà mũi thon quá em không thích thì khi làm lại em, bác sẽ làm cái dáng mà to hơn cho em nha. Sáng giờ thì quay livestream ca nào cũng đẹp hết, ca nào cũng ok hết nè.
Em sửa được bao lâu rồi em? Mũi này được 10 ngày rồi. Mũi này là được 10 ngày rồi. Đây là quay dáng từ dưới lên nè. Dáng mũi này là làm những đầu mũi không đẩy lên cao quá nha cả nhà. Đẩy vừa nha, không bay quá nha. Làm cho đầu mũi dài nha. Nhìn mà ghiền. Sáng giờ ca nào cũng giống nhau hết. Xem bao nhiêu cái like của anh rồi, giờ mới có thời gian xem ngực của anh trực tiếp. Ok, cảm ơn em. Xem thì chia sẻ cho anh luôn đi nha. Nhớ là chia sẻ livestream cho anh thật nhiều vô nha, để nhận ưu đãi giảm giá. Đẹp quá bác sĩ ơi, bác sĩ cảm ơn Thủy Nguyễn nha. Mũi này rất là đẹp nha. À em đã bút lịch rồi hả? Vậy thì hẹn em ngày 5 tháng 5 nha em. Thích dáng mũi này, ok em nha. Skina Hàn Quốc Ngọc Trương, Quỳnh Nguyễn, ai làm bên anh cũng đẹp hết. Cảm ơn em đã dành cho anh lời khen nha. Đó, mình quay sát cái mũi cho cả nhà xem này. Đẹp không? Nhìn rất là thẳng luôn, rất là gọn và rất là đẹp luôn. Đau không em, bác chị đau không? Ê thôi đúng không? Cái này cách rất là nhẹ nhàng luôn. Thỏ trắng đẹp tuyệt vời anh ơi, cảm ơn em nha thỏ trắng. Rồi, mình tắt livestream nha. Cả nhà có câu hỏi gì thắc mắc comment vào nha, mình sẽ tư vấn cho cả nhà nha. Chúc cả nhà một buổi sáng vui vẻ nha. Ở buổi trưa, buổi chiều đi làm, giờ không biết ngày gì, không biết giờ luôn. Bye bye mọi người nha. Chào Nguyễn Phượng nha. Bác ơi, sữa sụn sườn không làm nhân tạo là bao nhiêu vậy? À, chào em nha. À, sữa mũi sụn sườn là giá bên bác là 70 triệu nha em. À, chào Lan nha. Đẹp quá, like lâu lâu bác sĩ ơi. Ok em, bác sĩ sẽ like lâu cho em xem một chút xíu nữa. Khách hàng này cắt chỉ xong và ngồi dậy nha. Thì có một vị khách là tên là Nguyễn Phượng hỏi là mũi phương pháp sửa cấu trúc sụn sườn. Thì khi làm sụn sườn là tại sao lại làm sụn sườn? Là làm sụn sườn là đối với cái mũi nào mà làm được hai lần rồi phương pháp cấu trúc thì bác sĩ khuyến khích các bạn nên làm phương pháp sụn sườn. Vì như thế thì cái mũi mình sẽ rất là đẹp và nó tốt hơn. Khi làm sụn sườn thì dựng cái chỗ nó rất là cứng. Chào Nguyễn Thị Kim Ngân nha. Hello. Mũi này phải cao tay không bác? Đúng rồi em, mũi này là mũi cấu trúc lờ lai cao tay nha em. Mũi này mới được 10 ngày thôi. Mũi này là sửa lần đầu, giá là 35 triệu đồng nha. Em ơi, có hình cũ. Không có chụp. À, dạ cảm ơn bác. À, bác sĩ cảm ơn Nguyễn Phượng nha. Nếu có câu hỏi nào thắc mắc thì em cứ inbox trực tiếp vào trang fanpage của bác sĩ, gửi hai tấm hình, một tấm thẳng, một tấm nghiêng của dáng mũi. Bác sĩ sẽ căn cứ vào đó và tư vấn thật là kỹ cho em hơn nha. Và khi em inbox như thế thì sẽ có rất là nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi tất cả các dịch vụ làm đẹp bên bác nha. Chào Nhật Khánh nha. Mũi đẹp quá bác sĩ ơi. Ồ, bác sĩ cảm ơn em nha. Mũi này gọi là xuất sắc luôn nha em. Thì mọi người ơi, mọi người còn câu hỏi nào thắc mắc nữa không? À, cứ comment vào đây nha. Mình sẽ tư vấn trực tiếp tại cái live stream này nha.
Chào Nguyễn Thị Kim Ngân nha, mũi em có sửa cao tay được không bác? À, thì em hãy gửi hai tấm hình về trang fanpage của bác sĩ nha. Bác sĩ sẽ coi cái mũi của em và sẽ tư vấn thật là kỹ hơn cho em nha. Thì khi mà làm mũi thì chúng ta là tùy thuộc vào mong muốn và cái tình trạng mũi của mình mà bác sĩ sẽ quyết định cái dáng mũi hoặc là cái phương pháp làm cho em phù hợp với nhất với cái khuôn mặt của mình nha. Chào Nguyễn Thúy, đẹp quá bác sĩ ơi, 18 tay này, tháng 4 này em đến làm mũi giống vậy nha bác sĩ. Ok. Ok em nha, em hãy chụp lại cái dáng mũi này. Hôm đó đến thì bác sĩ sẽ coi và tư vấn cho em nha. Em hãy chụp màn hình lại cái dáng mũi này nha. Môi dưới của em hả? Môi dưới của em thì do là cái ban đầu cái môi của em là hai môi nó không có đều với nhau, em hiểu không? Hai bên nó không đều với nhau nên bên đây chỉ cắt một bên cho em thôi. Thì nó cần đây sống mũi rất là thẳng nha, thẳng tuyệt đối nha. Cái hai bên một bên của em sẽ bị bên đây là bên nhỏ, đúng không? Phương, nó lộn tay gì được? Thì xin nhắc lại mũi này là mũi cấu trúc mới, dáng lờ lai cao tay, giá là 35 triệu đồng của người khách hàng mới chỉ được 10 ngày thôi nha. Thì khi chúng ta làm mũi á, thì đúng 10 ngày chúng ta tới đây là tháo nẹp cắt chỉ nha. Xin không? Có hả, gọi đèn nữa không? Giờ này khi về nhà rồi cũng còn vệ sinh đó. Em gọi đèn vô, lấy cho nó sạch rồi nó dễ hơn. Chứ đừng có thật cái tăm bông vô mà tối thui á. Một khi em thọt nó đụng cái ấy, nó máu ha. Phải gọi đèn vô. Thì em ơi, em làm ngày mấy vậy em? Nhớ không? Chào Như Lan nha, mũi cũ là mũi mới nha em. Vì khách hàng này chỉ mới sửa lần đầu tiên thôi mà nó đẹp như thế này rồi nha. Thì anh bác sĩ sẽ kiếm cái hình ảnh cũ của vị khách hàng này cho các bạn xem nha. Mình không đi đi, kiếm ngày 28/3. Đây là cái dáng mũi lúc trước của vị khách hàng này nha. Đầu mũi to nha, sống rất là thấp. Đó, đây.
sống rất là thấp, đầu mũi rất là to nha và thô ha. Khi làm lại đã là đã cao như thế này nha, rất là đẹp nha. Đây khách hàng lúc trước đây. À, chào Kelly Hoàng Thái nha, sữa lần 2 giá sao bác sĩ? Thì sữa lần 2 là giá 45 triệu đồng nha em. Chào Diệp An nha, sữa lại lần 2 là giá như thế nào vậy bác sĩ? Sữa lại lần 2 là giá là 45 triệu đồng nha em. Đây, thay đổi rất là ngoạn mục nha, đẹp xuất sắc nha. Đây, mũi lúc trước đây, rất là, sống rất là thấp nha. Chào Mỹ Linh Nguyễn nha, rất đẹp, bác sĩ cảm ơn em nha. Mũi đẹp quá, bác sĩ cảm ơn em nha. Thì sau đây là khách hàng cắt chỉ tay nha. Chúng ta lấy sụn tay, chúng ta sẽ cắt chỉ tay bên đây nè. Lấy giùm em cái gương đi. Đây là dáng mũi sau khi khách hàng ngồi dậy nha. Đây. Đẹp không quá trời người khen luôn. Còn gương này nữa ha. Chắc lúc trước không? Lúc trước cái đầu mũi em á, mới coi hình đó. Nó to mà nó thô ha, bị hết, hơi hết xíu. Chứ lại là tay hài hòa với khuôn mặt em. Mặt rất là tây nha. Hay lắm không? Dạ có. Em lại không thích cái dáng là nó cao quá. Đúng rồi, khi mà chúng ta làm mũi á, đừng làm cao quá. Đó là một cái điều mà gọi là cái quy tắc số 1 luôn. Thì khi mà chúng ta làm cao quá, không đủ với tình trạng da của chúng ta, thì nó sẽ bị đỏ đầu mũi. Đó, không đủ máu để nuôi cái mô của mình. Ừ. Thì phơm bác Khải nè. Đây, có một độ vỗng nhẹ ở đây nè. Từ mốt gom lên nó sẽ thấy nữa. Đó thì còn gom đúng không? Đúng rồi, còn gom. Đây em thấy không? Có độ nhấn đây nè, nhìn nghiêng đi. Đó, độ nhấn ngay cái võng đôi mắt đó, mình chảy dài xuống nhọn lên ha. Góc nghiêng. Qua hộ quyền mi á. Biết không? Nghe giống thịt luôn nè. Về làm đi mình ta cho dĩ nè. Làm thẳng nha. Dạ. Rồi kiên cử đi, mũi đẹp gắn giữ nha. Mũi đẹp lắm.